Quăng mình hai bữa rồi, hôm nay mình quăng có một đêm luôn. Hả? What the hell? Hello, chào tất cả các bạn nha. Giờ này cũng khuya rồi mà sẽ ngố ngủ được các bạn ơi. Ngủ đi, nhớ lại cái mấy bữa trước bị rồi ngố chọn hai cú nào của mấy bạn đấy. Trời ơi trời, tới được nhà không à? Quả là mình mà chứ ngố qua mặt hàng với Thảo, anh Thảo ngủ mình dẫn mình đi tá cá đó nên mình chưa có cho lại được. Còn có nhiều bạn bình luận như nhắn tin qua Facebook cho sự ngố chỉ cách rồi anh ấy rồi, nhưng mà hôm qua là đi rồi nên không có làm kịp. Tối về ngủ nè, lật Facebook ra giờ mới nhớ lại, chắc nhớ là có cái cách này cho nó ngố, nói chung là gỡ ghẻ lại nha các bạn. Hôm nay là cho hiểu ngố biết thế nào sự lợi hại của mình nha các bạn. Nhưng mà các bạn có nhiều cái kế hay hay á, comment cho xin ngố, để xin ngố mới ở bình luận nhắn tin cho mình, đăng mình mới biết mình cho lợi. Để mấy bạn nó mắc mặt đàn ông quá trời mà bị bệnh ngố quá, tấn công quá mà không biết làm gì mà để gỡ gạt lại chứ. Bây giờ cũng khuya rồi, mình nằm trong mùng xin ngố muốn được, để bây giờ mình coi mấy giờ công việc rồi. Giờ này mình chạy trong dưới ha, hôm nay là bữa là bao quần mình đúng không, hôm nay mình quần săn ngố rồi nha bạn. Để các bạn coi coi là xin ngố sẽ cho những ngố bằng cách nào nha các bạn, để lấy lại danh dự của con trai nha. Thôi hết luôn, giờ để xin ngố nhóc xe đi cho chạy về thằng Huy thì mình đau bộ như thằng để thằng mình nhìn dấu cái quay đi ha. Ở đầu mình sẽ gõ cửa trái tim bên em đường vào này là lấy cả vô còn lại để luôn nha các bạn. Rồi nhớ bạn, hôm nay nhiều bạn kêu sẽ ngố là thử thách 12 giờ khuya lên lò gớm, 12 giờ khuya đi chỗ này lúc kia này. Nhưng mà bây giờ 12 giờ khuya mình xuống mình chọn mà hơi ngố, mình phải hốt quá lời, mình phải gỡ ghẻ như vậy. Để hôm nay bác chọn mình hai khoát rồi, các bạn thấy không, thằng nào cũng điêu đứt như hiểu ngố chừng á. Là cơ hội để vừa, nói chung là nay mình phải giải bộ giải dòng giải gắn như mà hiểu ngố một bữa nha các bạn. Mình đi là mình quên chuẩn bị đồ, cái hoạch cho này phải có đồ mới được. Hả? Ngó đang khó khó chứ á, dễ chị nghe. Bây giờ mình chuẩn bị cho ba hai cái quà nha. Cái hoạch cho này của bạn đó là phải nói mình chuẩn bị đồ nữa mà mình chưa ngó này đi gấp quá quên chuẩn bị đồ. Bỏ đồ vô. Tặng quà bếp nha, hai bông két. Hôm nay bao quần mình hai bữa rồi, hôm nay mình quần có một đêm luôn. Alo. Trời ơi, chết rồi, ngố ơi.
trời. Tao yêu tôi rồi, chỉ có về ra mở cửa ra nói chuyện được không? Tôi đang ở trước cửa nhà nè. Tôi đang trước cửa. Rồi, nãy giờ ở trong trọng luôn, nãy giờ là ông là thấy hả? Ừ. Tôi tưởng ăn trộm, tôi tính nhìn ăn trộm nè. Ăn trộm gì? Chết rồi. Có chuyện. Thấy gì không? Chuyện lớn, chuyện lớn. Hỏi quan cái gì trời, bữa nay bà không ra là tôi chết luôn, tiêu luôn chứ ngày gì. Ra cửa ra nói chuyện chút đi. Nói chuyện này giúp đỡ giùm cái coi trời. Giờ bà không ra tôi nằm dạ đây luôn đó. Ai đuổi ba mẹ tôi đuổi. Ông sao nó đuổi như vậy? Ông bà la tôi không nghe cái lời rồi ông bà giận quá ông bà gom đồ nó giục ra sang. Thì tôi giờ mày đi đâu mày đi đi. Trời ông sụm mất ngủ ngủ đi. Thôi giờ tôi không biết mày đi đâu đâu giờ tôi có hiểu kìa mấy ngố. Ông sụm mất ngủ trời trời. Mỹ sư nào mà đi nói chuyện nhỏ 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 nhỏ. Giờ tôi xuống kiếm ngố hồi coi ngố giúp đỡ được không? Giúp đỡ gì? Chứ vợ đêm không mà đi đâu vợ? Sớm giờ buồn muốn chết luôn. Hả? Không biết đi đâu chứ, người đi xuống tìm bà nè. Tôi gậu cũng chết thì bà không lo, mà lo tao la hoài. Lo cậu gì? Sao mà bị đuổi? Trời ơi, cho tôi vô nhà đi rồi tôi mới kể mà nghe được. Thôi, nghĩ sao rồi trai gái rồi vô nhà đi ba. Trời ơi, giờ có mình bà là bạn thân với của tôi vậy, đúng là bà chứ mấy giờ. Bạn thân thì làm gì phải ngủ chung. Tôi là trai, tôi là gái, ông là trai mà. Ủa mà giống cuộc là ông là trai hay là gái vậy? Trời ơi, giờ tôi giờ mấy không? Mình đổi tôi ra, đổ ôm túi đồ này giờ tôi đi đâu bây giờ? Người tôi không tiền không bay cho mình không chứng minh nữa sao đi đâu giờ chứng minh đâu quên bỏ nhà hết trơn rồi chứ không qua đóng cửa rồi tôi đâu quá gì đâu sao đi xe được nó đuổi đi khấu nhà đi xe tôi lấy xe tại ông đoạn không thấy sao được ông giấu gì khóa ông tiêu rồi lấy gì hả mở vậy mới chết mà đâu bộ vô đây uống gà cốc dầu luôn cho chai nước uống coi. Giúp ông nội gì hả? Giúp ông nội gì hả? Vừa đắt nước, vừa đau bụng nữa, vừa mà hết. Trời ơi, trời nó khổ. Chết rồi, tối nay ngủ đâu đây trời. Bị đau hả? Trời, không lẽ muốn gì? Bà cũng đầu á. Đỡ là cũng. Ba ngàn một cũng lon lại. Thôi tùy vào lòng hảo tâm của thí chủ. Cảm ơn. Trời ơi. Quen ông giờ không? Trời ơi, nó đã khác, bây giờ nó khác nó cũng chết luôn. Chứ còn đậu quá. Không có đợi nhiều giờ giờ chưa gì thấy cúng hết lon một cũng. Rồi giờ đến sao? Giờ là thôi tối nay
cho tá túc đang đêm đi. Rồi mai tôi về xin lỗi mẹ tôi, cũng bất giận rồi xin lỗi. Cái gì? Cô nãy giờ tôi hỏi không chưa trả lời, cô ông là trai hay là con gái à? Hả? Có nhiều mà cũng trả lời được sao? Làm gì mà khó hết. Trời ơi, trả lời mà tối nay cho ngủ ăn đêm như là biết hả? Tối nay cho ngủ ăn đêm như là biết hả? Chữ gì vậy? Vô nhà đi, chuyện này mình phải nói nhọc mắt hồi nó lớn, bà nghe kỳ lắm. Sao vậy? Đi mừng hôm nổi hồi nãy là hai người đi bộ, với một người là thấy hồi nãy rồi. Thấy không? Có ai bằng đêm không? Một, mười hai giờ cầm bao đồ đi không? Con mình tôi vác bao đồ đi lân tân là được, nãy giờ tôi tưởng còn khùng không? Nhà mà cũng rộng mà. Trời ơi, cho tôi tá tóc nghiêm đi. Ngủ mai rồi tôi đi rồi. Tôi đóng ít khỉ mà tôi đuối ra ông này. Sao? Thì bà ngủ ở dưới phòng mà tôi ngủ trên gác, bà có cái gác làm chi? Tôi bà có cái gác làm chi? Cái gì? Cái gác đó, tôi lên cái gác tôi nằm nữa rộng. Thì ngủ hồi bà tôi không thấy mình nội chửi tôi luôn á. Thì tôi lên cái gác tôi ngủ rồi. Mày ngủ ngủ chứ. Trời nữa đi mà mò xuống đâu. Đi. Trời ơi, khủng quá bà nói. Trời sao nhà người ta mò bà đó. Mà nghĩ sao tôi xấu gì không? Ông đẹp quá hả? Ủa nhìn mà ông đẹp quá hả? Trời ơi, tôi biết đẹp trai rồi. Dầu cũng chết. Tào lao. Thôi. Trời ơi trời, uống hết lon rồi đó hả? Thằng nớ cũng chết. Trời trời, nuôi ông ngày chắc mùng bể nợ quá. Vì mới có lợi cái là thấy tốn không thôi. Mới có ở chút xíu rồi tốn hết lon bị đau. Có gì ăn không? Ăn quần. Nói chuyện vui duyên. Giác cái bao này khơi đổ xuống em uống xíu. Đáng ra là tôi tính đi chỗ khác kiếm nhà trọ rồi đó. Mà dòm lại không có tấm giấy lụng lưng ở đâu. Hai chó, hai chứ. Đồ nhiêu đó hả? Ừ. Trời ơi, đồ đạt mà đá. Kì. Đồ tại ông biển chứ. Chứ đồ. Đó, bây giờ cho tôi vừa dụng ông nội ơi. Để cho tôi ai đâu. Hả? Để coi chỗ nào ngủ được. Bà trời ơi, không nhả tôi làm gì ông câu. Mình dòm địa hình chứ. Tôi hình nha, tôi không giờ mong đời không dòm. Bây giờ chẳng lẽ bây giờ bà thấy tôi khổ, giờ bà giúp đỡ tôi được cái chỗ tá thức qua đêm hả? Ké ăn đêm thôi, có chết chắc gì đâu sợ. Trời trời, đồ nguyên tớ nguyên vàng, tôi mua. Hồi nãy là có người rồi đó, phải nhận tôi đó, điểm nhanh. Tính là có bà là tốt nhất với tôi thôi, giống cuộc giờ. Tôi không tốt. Tôi chưa bao giờ tôi nhận tôi tốt. Cái gì? Ông nói ba mẹ ông đuổi bằng gì? Sao đuổi? Sao đuổi là sao? Sao bị đuổi? Nói sao mà đuổi á? Đuổi nguyên nhân gì mà đuổi? Nguyên nhân tôi không nghe lời. Trời. Tôi cãi ổng. Ông đuổi, dặn về ông sánh đuổi. Bộ đây hành lý anh mà tôi cầm cương dắt ngựa. Sao? Sao là sao? Chưa ngủ, cho cá nghe không? Cho cá nghe không?
Thôi nhá, chịu gì mà chịu, không có gì đâu. Không có gì tôi chịu cho. Cách gì? Không, cách gì? Gì? Thôi giờ hết thương. Cái gì? Thôi hết thương mà gầu bà nội ơi. Thôi, cái đồ nói... Thôi, thôi, chắc mẹ tôi. Ôi, giờ này khuya rồi, nó nỉ cái gì? Ban đêm hơn mà tôi sẽ nói còn đó thôi. Ăn xin ngốt có tội là đậu gì, đậu gì thì để bộ quả đi. Tại vì không thể nào bây giờ ông lên ông ngồi ngủ tầm dạ nhà con. Chặt máy đồ, cầm miếng xốp của ông luôn quá, chặt đậu quần luôn quá. Thôi, giờ này già cá rồi, ông bà ngủ hết trời. Trời, trời, trời. Ủa? Ông biết nửa đêm nữa hơn, nửa đêm nữa hơn. Giờ này để không mấy giờ rồi. Bây giờ? Trời, 12 giờ mấy rồi. Ừ. Mà ông nghĩ sao 12 giờ mấy ông xuống gõ cửa tôi, ông lịch sự không? Tôi lịch sự lắm, không phải gõ cửa cho điện thoại á. Trời. Lịch sự lắm. Thì ba mẹ mới đuổi ông mới xuống đây à, ba mẹ còn thức cho làm gì ngủ. Trời, nhưng mà tôi nghe những mà... Mẹ thương con lắm, chữ gì đâu có sao đâu. Mà tôi nghe ba mẹ tôi nói là bây giờ như mẹ tôi hết thương bà rồi bà ơi. Ôi. Con, còn ví dụ con qua thì có gì nấu không nghe hay đập, ổng làm gì làm chứ đâu đuổi ổng đi. Nó mà giúp tôi thì mà hại tôi. Ủa, nó giúp ông mà vậy mà, cho nó quý mà. Trời ơi. Dạ ba mẹ sẽ hết giận, đừng tin tôi đi. Tôi sẽ nấu hết mặt ra. Ôi, không có được đâu. Tôi chàng đầy. Tính gì, tính nội ơi, con đêm hơn mũi với tính. Thôi. Bây giờ tôi mổ tay. Bây giờ được trời, tôi đi dắt xe. Thôi, tối rồi. Giờ chỉ ngủ đại đi, ngủ két đi, đi có gì đâu. Nó mới thơm vậy đó. Trời ơi, sao rồi trời. Mặt ông có ưu á. Mà ông vô duyên quá. Nhà rộng thênh thang vậy à. Có nhà rộng thênh thang à. Chứa thêm tôi có sao đâu. Trời trời, nhà thênh thang có quyền chứa trai trong nhà hả ba. Mà tưởng tượng như tôi là chị em với bà đi. Ông nội tôi chị, bây giờ tôi chưa. Tôi tính đâu mà giúp phụ tôi ta gì nữa kìa. Trời ơi, trời. Không hay quá, ba hồi giờ, ba hồi em trai, ba hồi cái ấy, ba hồi ba đê, bốn đê, giờ chưa xác định được cái gì. Trời ơi, chưa lấy gì chơi, không chạy mất tiêu. Trời ơi, 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 ông bà già giàu. Thôi, thôi, thôi. Thôi. Ông. Thôi, giàu rồi. Tụi nó tóm lại, bây giờ là tôi phải đưa ông về. Thôi, thôi. Thôi đi trời. Yêu hơn đi đâu. Mấy, gần 1 giờ người ta không có thức, ít thức. Bây giờ này mà còn sớm, người ta gặp này chắc ta xỉu luôn. Xỉu biết gì, xỉu. Tivi luôn á, mai bà nói gì, bà nói chuyện. Lao quá. Kiếm gối, dẫn trai vô nhà. Lao. Trời, trời. Thôi gì được rồi. Rồi cái gì mà rồi không, cho tôi nằm đây đi. Đi trước cửa nhà con người ta quở nữa. Vậy thôi vô trong nằm. Không không không. Ấy đi rồi tôi đem tôi chở đồ rồi chở ông gì đó. Thôi 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 thôi. Để một bao đồ xong rồi để ba mẹ ông tối ông lo. Lắm cái gì mà lố. Không, ông cũng bị khúc chơi kẹt. Kẹt đi. Cắm nhịn giò nghe, nhịn giò. Không có gì. Mấy chục ngàn mấy chục ngàn. Trời ơi thôi. Tại có bây giờ không cho đi đưa gì hết. Trời trời ba mẹ mà nói hay xin ông về tôi dám tin bảo đó. Ông mà dạy chở ba mẹ ông mừng. Mừng lắm, mừng. Ông đi nãy giờ phải nửa tiếng không. Giờ tôi ở đây mẹ, trong, cha mẹ nó không thương có mình ông con trai rồi. Bây giờ tôi ở đây ba mẹ tôi mới mừng nè. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đâu. Nhà tôi ở đây tôi mới mừng nè. Cái đầu ông mới mừng. Thì chả nói một câu mà la nữa. Nó nói lại cái vụ gì? Cái vụ gì không cho tôi mừng? Gì? Định trễ là sao? Thôi đi. Làm phiền người lớn. Ông nghĩ vấn
Tôi nghi vậy đó, làm gì vậy? Ôi trời ơi, khuya rồi. Nãy giờ nãy ông bá chữ được cũng mệt lắm mà nó chắc ông phải ngủ rồi. Giờ lên nữa, ông phải la nữa, giận hơn nữa, hỏi vậy ngủ luôn. Mai vậy khó xin hỏi rồi. Đủ hải quá. Ôi trời ơi, trời. Ông cỡ hay gì? Ông về ông cỡ hay gì? Ừ. Cỡ thôi để tôi chở bao đồ trước cho tôi. Thôi. Thôi. Thôi, trời ơi, đồ hay thế mà chết. Cái gì? Thôi. Cái con chở vậy cho tôi bảo đảm, nếu mà ba mẹ ông không tha thứ, tôi chịu trách nhiệm tôi sẽ cho mà. Rồi. Ôi trời ơi, thôi thôi thôi. 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 Hả? Cho đồ của tôi mà bà lúc được mà. Cái gì? Cái đâu vừa ghét.